Video đó tên là chơi gì ta, trò ụp mặt nè. Nếu ai bị thua ụp mặt đôi giày á thì sẽ bị đến làm bóng xì nè. Chờ bóng xì tính nha. Quán đồ xì quán đồ và gái là quán đồ xì gái là thôi em không biết đồ xì rồi. Bỏ chơi trước nha, giờ bỏ chơi trước nha nè. Rồi bây giờ nè, số 3. Rồi số 3. Số cái tôi quá à. Dặn 3 cái nha. 1 cái. 2 cái. Cái. Yes! Không có được, thắng rồi. Rồi đánh đô nè. Đánh đô, đô qua đây. Quay, bố quay giùm nha. Bố quay giùm nha. À, để đô quay nha. Để đô quay. Rồi số 4 chết rồi nha Đông. Rồi dặn gì nè, dặn gì nè. 1, 2, 3, 4. À không sao hết, không sao 4 rồi, được rồi, ok. Á, đáng lẽ là rồi dính quần rồi, dính quần rồi. Rồi là đứa nè. Nè, nè. Số 1 là 1 cái thôi nha Đô, 1 cái thôi. 1, được rồi. Số 1 cương này xui rồi đó. Rồi anh bo bị rồi nè, hôm nay chắc anh bo bị. 1 2 nguy hiểm 3 à, đó bị anh bo bị. Giờ muốn tu rồi. Còn gì cười nữa. Cay hay rồi, mất cái cay rồi. À xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó chính là thử thách. Mình sẽ rút cái nón này, đeo cái nón này quét hết nha. Bây giờ đây đã chưa, ở đây giờ có nước rồi. Bây giờ mình sẽ cầm đồ và có nước tay đâu và sẽ đổ nước rồi. Ai đi đổ nước rồi? Rồi có từ tay đổ thay đổ lại là đổ đổ thay ghe có thắng đồ và trước tăng cái có chơi, có chơi trước, có chơi trước. Đợi xíu cái này nhỏ. Ừ, mát quá à. Rồi, rút ra đi. Rút ngồi đỏ ra. Hình như chưa, đổ nó có ít à. Vẫn còn nhiều mà. Ờ, có gì ngày chưa, dạ chưa, chưa, ngồi xuống. Chắc là mấy cái nước này nè, mẹ mới rửa đó. Ừ, đúng rồi. Để mình cái nước đâu rồi trời. Rút đi. Đổ rồi. Ôi, đổ rồi. 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 Đổ
đỏ kìa nè. Rút cây đỏ. Rút đây. Dạ rồi, còn cây cuối cùng đó dạ, thắng rồi đó, còn cây cùng rút luôn hả? Rút luôn rồi. Rút là ướt á, cái đó là rút là ướt á. Đó biết mà, cái đó cuối cùng mà. Con ngồi xuống không? Không sao. Không sao. Còn mấy cây nữa vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.